Theo tin tức Reuters ngày 20 tháng 10, Thống đốc Đảng Dân Chủ của Pennsylvania, Josh Shapiro, hôm Chủ nhật đã kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật điều tra tỷ phú Elon Musk vì lời hứa của ông tại một cuộc biểu tình ủng hộ Trump vào cuối tuần là sẽ tặng $1 triệu mỗi ngày cho đến ngày bầu cử. Hôm thứ Bảy, Musk đã trao tấm séc trị giá $1 triệu cho một người tham dự cuộc biểu tình ở Harrisburg, Pennsylvania, do America Park tổ chức, một nhóm hành động chính trị mà Tesla, TSLA, O, mở táp mới CEO được thành lập để ủng hộ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11 năm 2024. Vào Chủ nhật, Musk đã trao tấm séc trị giá $1 triệu thứ hai cho một người phụ nữ tại một sự kiện ở Pittsburgh, theo bài đăng của America Park trên X. Musk hứa sẽ trao $1 triệu mỗi ngày cho bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông, trong đó có nội dung tu chính án thứ nhất và thứ hai đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Bằng cách ký tên bên dưới, tôi cam kết ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai. Một người hỏi liệu ông có cân nhắc ra tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không? Musk giải thích rằng ông không muốn làm công việc đó và cũng không thể làm vậy, vì ông sinh ra ở Nam Phi, trong khi hiến pháp Mỹ quy định ứng viên tổng thống phải là người sinh ra ở Mỹ. Tôi ghét chính trị, Musk nói. Tôi chỉ muốn tạo ra thứ gì đó, sản xuất những sản phẩm mà mọi người yêu thích. Trump đã nói rằng nếu được bầu, ông sẽ bổ nhiệm Musk làm người đứng đầu một ủy ban hiệu quả của chính phủ,